Bí mật bốn con giáp nghe thấu mệnh trời. Chúng lớn liên tiếp đến thời giàu sang, vận thế bùng phát đúng ngày mùng 3 tháng 3 âm lịch năm 2024. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Đạo Sĩ Tử Thông. Quý vị thân mến, mỗi người sinh ra thì đều sở hữu một cái số mệnh khác nhau. Có người buộc phải trải qua cái thời gian khó khăn túng thiếu, nhưng nhờ vậy họ mới tìm thấy được cái cuộc sống tốt đẹp hơn trong tương lai. Đó. Và nếu như mà các bạn đã từng khổ tận cam lai, nghèo khó từ trước đến nay, thì xin chúc mừng quý vị, bởi trong cái thời gian tới đây là cái cơ may trở nên giàu sang phú quý đến với các bạn. Những cái cơ hội trúng số đổi đời nó cũng sẽ liên tiếp khiến cho quý vị gặp nhiều cái may mắn và có được những thành công rực rỡ, đặc biệt là trong cái ngày mùng 3 tháng 3, ngày Tết Hàn Thực này. Đấy. Thì các chuyên gia tử vi học cũng có nói, trong số 12 con giáp thì đúng ngày mùng 3 tháng 3 âm lịch sẽ có 4 con giáp được trời sinh số mệnh phú quý. Tuy thời gian vừa qua họ phải chịu khá nhiều cái vất vả, nhưng khi bước vào cái ngày mùng 3 tháng 3 âm lịch này thì cuộc sống của họ bỗng trở nên suôn sẻ, thuận lợi hơn rất nhiều. Mọi khó khăn cũng đã bị đẩy lùi sang một bên, thay vào đó là cuộc sống giàu sang, sung túc, đủ đầy. Nói chung ấy, trong chuyên mục tử vi ngày hôm nay, Tử Thông cũng sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn về bốn con giáp gặp nhiều may mắn, trúng số độc đắc, sự nghiệp hanh thông, tài lộc dồi dào, giàu có nhất nhì thiên hạ đúng vào trong ngày Tết Hàng Thực mùng 3 tháng 3 này. Vậy thì bốn con giáp đó là bốn con giáp nào? Cụ thể là những tuổi nào? Tất cả sẽ được hé lộ ngay sau đây. Kính mời quý vị và các bạn cùng chú ý đón xem. Thưa quý vị, trong bộ môn phong thủy, tâm linh học, bộ môn tử vi, bát tự, thì chúng ta có một cái lộc nó đến trong ngày, gọi là cái nhật lộc. Đấy. Cái nhật lộc nó đến thì nó cũng sẽ kéo theo cái may mắn trong ngày hôm đó. Đó. Và khi mà những người nào được nhật lộc, được thần tài nó chiếu mệnh ấy, thì cũng sẽ gặp nhiều cái may mắn, tài vận thì hanh thông. Đấy. Công danh sự nghiệp thì cứ thuận đà phát triển. Những ai mà làm buôn bán kinh doanh thì cũng có thời gian này là cũng buôn may bán đắt. Ai làm công ăn lương hoặc là những người làm công chức ấy cũng sẽ được gì, được cấp trên nhìn nhận và dễ có cơ hội được thăng quan tiến chức. Đấy. Vì vậy mà quý vị nên nắm bắt lấy cái cơ hội này để thay đổi cái số mệnh của mình nhé. Vậy thì xin mời quý vị cùng theo dõi để xem là gì, cái số mệnh của mình có thuộc những con giáp may mắn được thần tài chiếu mệnh trong ngày hôm nay hay không. Như quý vị đã biết ấy, Tử Thông đã chia sẻ trong rất nhiều video rồi. Đấy. Thì cái may mắn mà chúng ta có được trong ngày thì nó chỉ là cái nhật lộc, hay còn gọi là gì, gọi là cái thiên lộc ấy, là cái thiên tài, cái vận thiên tài ấy. Cái vận thiên tài nó là cái may mắn, nó đến một cách bất ngờ, chúng ta không thể kiểm soát, không thể biết được là cụ thể nó đến vào giờ nào, khắc nào. Nhưng mà khi nó đến ấy, thì sẽ giúp cho chúng ta có một cái cuộc sống giàu sang phú quý. Đặc biệt là có những khi chúng ta cảm thấy bế tắc, tủi nhục nhất, đấy, cảm thấy cuộc đời là xuống dốc không phanh, thì bỗng dưng gì, những cái tin vui nó ập đến và tiền bạc nó cũng sẽ kéo về liên tiếp. Đó. Vậy thì đó là những cái cơ may nào và con giáp nào cũng sẽ được có được cái vận may này, thì chúng ta cùng xem nhé. Chúng ta biết ngày mùng 3 tháng 3 âm lịch nó là ngày Ất Tỵ. Ngày Ất Tỵ đúng không ạ? Ngày Ất Tỵ thì cái nhật lộc ấy, cái lộc tồn ấy, nó tính theo cái địa chi đúng không ạ? Chúng ta có ngày Tỵ này, ngày Tỵ đúng không ạ? Tỵ thì là lộc của những người có thiên can là Bính và Mậu. Như vậy, đầu tiên xin được chúc mừng những người có thiên can Bính. Bao gồm những người có đơn âm sinh là số 6. Đúng không ạ? Và những người có thiên can Mậu thì là những người có đuôi năm sinh là số 8, đúng không? Tức là những người nào có đuôi năm sinh là số 6 và những người nào có đuôi năm sinh là số 8 thì là hai cái tuổi mà dễ có cơ hội trúng số đổi đời nhất, đúng không? Vậy thì bây giờ chúng ta cùng xem là cụ thể nó sẽ rơi vào những con giáp nào nhé. Đó. Thưa quý vị, và để mang lại cái may mắn tài lộc cũng như là được quý nhân tương trợ giúp đỡ ấy, thì quý vị hãy luôn nhớ nhé, mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân để được quý nhân luôn ở bên cạnh tương trợ giúp đỡ, giúp hóa giải những xung sát thị phi trong cuộc sống, hóa giải cái hạn tiểu nhân hãm hại, từ đó sẽ giúp công việc được hanh thông thuận lợi, tiền bạc tài lộc thì cũng luôn kéo đến. Bên cạnh đó, cái vòng tam hợp quý nhân cũng sẽ sử dụng cái bộ tam hợp quý nhân theo tuổi của gia chủ như là Thân Tí Thìn, Dần Ngọ Tuất, Tị Dậu Xíu và Hợi Mão Mùi. Đấy. Để gì, tăng cường cái vận nhân duyên, đấy, tăng cường tình cảm hòa hợp vợ chồng, giúp cho gì, cuộc sống vợ chồng luôn được hạnh phúc êm ấm và gì, giúp cho các cặp đôi thì được chỉ mặn nồng bên nhau. Những người nào chưa có người yêu ấy, thì cũng sẽ được vượng vận tình duyên. Đó. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị có thể liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho mình nhé.
Và bây giờ chúng ta cùng xét xem là những con giáp nuôi năm sinh được số 6 và những con giáp nuôi năm sinh được số 8 thì nó cụ thể nó rơi vào những tuổi nào. Đấy. Thì chúng ta biết những người nuôi năm sinh được số 6 ấy, thì bao gồm tuổi sau này. Chúng ta có 1996 là tuổi Bính Tý đúng không ạ? 1996 là tuổi Bính Tý có ngũ hành thuộc thủy. Thứ hai là Bính Tuất là 1946 hay là 2006 đấy, 1946 hoặc là 2006 nhá. Thì có ngày là thuộc gì? À, thuộc thổ. À, tiếp theo là gì? 1946 hoặc là gì? 2006 này. À, tiếp đến là Bính Thân là 1956. Thì có ngũ hành thuộc hỏa. Bính Ngọ là 1966. Ngũ hành thuộc thủy. À, Bính Thìn 1976. Ngũ hành thuộc thổ. Cuối cùng là Bính Dần 1986. Có ngũ hành là thuộc hỏa. Đó. Thì đây là 6 cái con giáp, 6 con giáp mà được gì? Thần tài chiếu mệnh, được nhật lộc, được lộc ngày đấy. Được cái cơ may là dễ trở nên giàu có, dễ kiếm được cái cơ hội kiếm tiền và làm giàu trong ngày hôm nay. Đó. Vậy nên là những con giáp này, những con giáp có tên trên bảng này này, quý vị hãy tận dụng cái ngày hôm nay để mà gì? À, có thể là ký kết hợp đồng, buôn bán kinh doanh làm ăn, cũng có thể là gì? À, gia tăng thêm cái may mắn đấy. Có thể đi kiếm những cái mối làm ăn, hợp tác kinh doanh để gì? Để được may mắn. Đúng không ạ? Để được may mắn hơn. Vậy thì trong 6 tuổi này thì tuổi nào sẽ là tuổi may mắn nhất? Chúng ta cùng xét từng tuổi nhé. Thì đầu tiên ấy, chúng ta biết là cái ngày Ất Tỵ nó có ngày thuộc hỏa. Hỏa thì sẽ sinh ra thổ, vậy nên những người mệnh thổ sẽ là con giáp may mắn đầu tiên. Thứ hai ấy, là những người mệnh hỏa đúng không ạ? Được tỷ hòa là con giáp may mắn thứ hai. Và thứ ba ấy, là những người mệnh thủy, thủy thì khắc được hỏa, khắc thì nó là tài tinh, vậy nên những người mệnh thủy sẽ là con giáp may mắn thứ ba. Tiếp đến là gì? Đến mệnh mộc và đến mệnh kim. Đó. À, đầu tiên chúng ta còn xét là những người mệnh thổ. Mệnh thổ thì trong 6 con giáp này chúng ta sẽ có gì? Tuổi 1946 là tuổi Bính Tuất và tuổi 1976 là tuổi Bính Thìn. Đó. Thì hai tuổi này may mắn nó cũng xem nhau, nhưng mà cái lộc nó đến với những người tuổi Bính Thìn sẽ nhanh hơn, nhiều hơn. Nên vậy nên những người tuổi Bính Thìn sẽ xếp vị trí số 1 và Bính Tuất xếp vị trí số 2. Những người tuổi Bính Thìn thì cũng phải được thổ đúng không ạ? Thổ thì sẽ được gì? Hỏa thổ tương sinh. Tị hỏa sinh thìn thổ. Vậy nên trong ngày hôm nay ấy, thì quý vị cũng sẽ gặp được rất nhiều cái may mắn về vận trình tiền bạc của mình. Đấy. Tiền bạc nó đến rất là nhanh, rất tự nhiên và cũng dễ dàng hơn những tuổi khác. Đấy. À, và lại được thêm cái nhật lộc nó chiếu nữa. Nên là cái cơ may quý vị có được tiền bạc cũng sẽ rất là lớn. Vì vậy để gia tăng thêm cái vận may cho mình ấy, thì những người tuổi thìn hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân thân, tí, thìn để trợ mệnh hộ thân. Phòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi thìn. À, tương tự thì những người tuổi tuất cũng được cục diện là hỏa thổ tương sinh, tị hỏa sinh tuất thổ, lại được gì? Lại được lộc nó đến nữa, nhật lộc nữa. Bính Mậu lại lấy lộc tuệ tị đúng không ạ? Bính Tuất thì lấy lộc tuệ tị. Vậy nên là gì? Những người tuổi tuất cũng sẽ gặp được may mắn trong ngày hôm nay. Vậy nên quý vị cũng nhớ nhá, giống như những người tuổi thìn, quý vị hãy luôn mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân là Dần, Ngọ, Tuất để được quý nhân tương trợ giúp đỡ. Đấy. Giúp quý vị gặp may suốt năm 2024-2025. Đó. À, tiếp theo chúng ta xét những người mệnh hỏa. Mệnh hỏa thì chúng ta có 1956 là Bính Thân và 1986 là Bính Dần. Đúng không? À, như vậy những người tuổi Bính Thân sẽ là con giáp may mắn thứ 3. Đúng không? Những người tuổi Bính Dần sẽ là con giáp may mắn số 4. Đúng không? Những người tuổi Bính Thân may mắn hơn những người tuổi Bính Dần. Vì những người tuổi Bính Thân ấy, Bính Thân thì được cục diện là tị thân là lục hợp. Đấy. Nên là gì? Cái cục diện lục hợp nó tương trợ giúp đỡ, nó cũng sẽ giúp cho những người tuổi Thân có được nhiều cái mối làm ăn, có được nhiều cái mối hợp tác. Và vậy nên là gì? Cái công việc cũng hanh thông hơn, tiền bạc nó cũng sẽ đến nhiều hơn. Đấy. Vì vậy để gia tăng thêm cái may mắn do cái vận trình nó trợ lực ấy, thì những người tuổi Bính Thân cũng hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân thân, tí, thìn để trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Thân. À, tiếp theo là những người tuổi Dần. Những người tuổi Dần may mắn là cũng được nhật lộc đấy, nhưng mà gì, chúng ta có cục diện là Dần và Tỵ, nó là gì, nó là lục hại, nên là nó cũng sẽ không may mắn bằng những người tuổi Thân. À, cái cục diện lục hại đôi khi nó cũng gây ra khó khăn, những cái trở lực, những cái khúc mắc nhất định trong cuộc sống cũng như là trong công việc. Vì vậy mà những người tuổi Dần ấy, để tăng cường thêm cái may mắn cho mình, hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Dần, Ngọ, Tuất
để được quý nhân tương trợ giúp đỡ, giúp gia tăng cái may mắn về tiền bạc, về tài lộc cho những người tuổi Dần. Đó. Quý vị có thể liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Dần nhé. Tiếp theo cuối cùng chúng ta còn những cái mệnh thủy. Mệnh thủy, đó. Mệnh thủy chúng ta có 66 là Bính Ngọ và 1996 là Bính Tý. Đó. Thì những người tuổi Bính Ngọ sẽ may mắn hơn, nó xếp vị trí số 5. Bính Tý xếp vị trí số 6. Đó. Những người tuổi Ngọ may mắn hơn những người tuổi Tý vì được cục diện là Tị Ngọ Mùi là tam hội. Cái cục diện tam hội này nó cũng sẽ giúp sức, giúp cho những người tuổi Tý Ngọ ấy sẽ có được những cơ hội kiếm tiền và làm giàu và gì tăng cường thêm được những cái may mắn tài lộc cho mình. Vậy nên những người tuổi Ngọ cũng hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Dần Ngọ Tuất để được quý nhân tương trợ giúp đỡ. Đấy. Bên cạnh đó thì những người tuổi Tý sẽ sử dụng cái vòng tam hợp quý nhân là Thân Tý Thìn để trợ mệnh hộ thân. Đấy. Vì trong cái ngày hôm nay thì Tý thì nó tuyển là Tị. Vậy nên là gì? Nói chung ấy cũng được lộc trời ban đấy, nhưng mà nó cũng sẽ gặp khó khăn trắc trở hơn nhiều so với những người tuổi khác. Vậy nên là gì, quý vị hãy luôn nhớ nhé, mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Thân Tý Thìn để được trợ mệnh hộ thân. Đó. Quý vị nhớ là vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Vì vậy khi mà quý vị thỉnh vòng ấy, cứ đặt để lại họ tên, ngày tháng năm sinh, giờ sinh thì càng tốt. Kèm theo là địa chỉ cụ thể để gì? Để được khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo đúng cái thông tin của mình. Khi đó thì cái vật phẩm phong thủy nó sẽ phát huy được cái công năng tốt nhất. Đấy, chia được cái tài lộc may mắn cho gia chủ. Đó. Đó là những con giáp may mắn được lộc trời ban, dễ có cơ hội trúng số đổi đời. Vậy thì trong những con giáp này chúng ta sẽ có những cái tuổi nào là tuổi may mắn nhất thì chúng ta cùng xét này. Đó. Như vậy là trong ngày mùng 3 tháng 3 âm lịch thì chúng ta sẽ có 6 con giáp được thần tài ban lộc và dễ có cơ hội là trúng số đổi đời. Đó là những tuổi sau. Một là những người tuổi Bính Thìn sinh năm 1976. 2. Bính Tuất 1946. 3. Là tuổi Bính Thân 1956. 4. Là Bính Dần 1986. 5. Bính Ngọ 1966. Và 6. Là Bính Tý 1996. Đó là 6 con giáp được thần tài chiếu mệnh, dễ có cơ hội trúng số đổi đời trong ngày hôm nay. Thưa quý vị, thì bên cạnh những người tuổi Bính thì những người tuổi Mậu thì cũng là những con giáp cực kỳ là được lộc trời ban trong ngày hôm nay. Đó. Vậy thì chúng ta cùng xét xem là đó là những tuổi nào nhé. Thì những người tuổi Mậu bao gồm tuổi sau này. Đầu tiên là Mậu Tý, sinh năm 1948. Có anh thuộc hỏa. Thứ hai là Mậu Tuất là 1958. Có anh thuộc mộc, bình địa mộc ấy. Tiếp đến là Mậu Thân là 1968. Có anh thuộc thổ. Mậu Ngọ là 1978. Có anh thuộc hỏa. Mậu Thìn 1988. Ngũ anh thuộc mộc. Cuối cùng là Mậu Dần là 1998. Có ngũ anh thuộc thổ. Đó. Đó là những con giáp mà gì có thiên can Mậu, tức là cũng đưa năm sinh được số 8 ấy, thì những con giáp này cũng sẽ được thần tài chiếu mệnh trong ngày hôm nay. Đó. Vậy thì trong những tuổi này, tuổi nào là tuổi may mắn nhất, chúng ta lại dựa vào cái âm dương ngũ hành thiên can địa chi và cái gì? Cái ngũ hành để chúng ta xét. Chúng ta biết ngày Ất Tỵ ngũ anh thuộc hỏa, hỏa thì sinh thổ. Những người mệnh thổ sẽ là con giáp may mắn đầu tiên, tiếp theo đến mệnh hỏa và tiếp theo là đến mệnh thủy, mệnh thủy sau đến mệnh mộc và mệnh kim. Đó. Vậy thì đầu tiên chúng ta xét về con giáp may mắn nhất là những người mệnh thổ. Mệnh thổ thì chúng ta có tuổi 1968 Mậu Thân và tuổi 1998 Mậu Dần. Thì những người tuổi Mậu Thân sẽ may mắn hơn, đứng vị trí số 1. Những người tuổi Mậu Dần sẽ đứng vị trí số 2. Những người tuổi Mậu Thân may mắn hơn là được cục diện là Tị Thân lục hợp, đúng không ạ? Hơn nữa Ất Tỵ là hỏa lại sinh cho Mậu Thân là thổ, hỏa thổ tương sinh. Đấy. Vừa được cục diện lục hợp vừa lại được tương sinh nữa, đâm ra là gì, những người tuổi Mậu Thân là những người mà dễ có cơ hội là đổi đời giàu có sau một đêm. Đó. Vì thế để gia tăng thêm cái vận may cho mình ấy, thì những người tuổi Mậu Thân hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Thân Tý Thìn để được trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Thân, đúng không ạ? Tiếp theo là những người tuổi Mậu Dần 1998 thì gặp cục diện là Dần Tỵ là lục hại. Mặc dù nó cũng được cục diện ngũ hành tương sinh đấy, nhưng mà nó lại bị cục diện lục hại nó ăn ngữ. Đâm ra là cái may mắn nó cũng không bằng những người tuổi Thân nhé. Nhưng mà những người tuổi Dần cũng là những con giáp may mắn đấy, cũng được lộc trong ngày hôm nay. Vì thế Mậu Dần hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân là Dần Ngọ Tuất để được tương trợ giúp đỡ. Tiếp theo chúng ta xét những người mệnh hỏa. Mệnh hỏa chúng ta có tuổi Mậu Tý và tuổi Mậu Ngọ. Thì những người tuổi Mậu Ngọ sẽ may mắn hơn, 1978 Mậu Ngọ sẽ may mắn hơn, xếp vị trí số 3, và Mậu Tý sẽ xếp vị trí số 4. Những người tuổi Mậu Ngọ là cục diện là Tị Ngọ Mùi là tam hội, nó giúp đỡ.
Còn những người tuổi Mậu Tý thì Tý tuổi là Tỵ, đâm ra là những người tuổi Mậu Ngọ sẽ may mắn hơn nhé. Đó. À, cuối cùng là những người mệnh Thủy không có, như vậy chúng ta còn những người mệnh Mộc. Mệnh Mộc thì được Mộc hỏa tương sinh, chúng ta có 1988 Mậu Thìn và 1958 Mậu Tuất, thì những người tuổi Mậu Thìn sẽ may mắn hơn, nó xếp vị trí là số 5. Mậu Tuất sẽ xếp vị trí số 6. Những người mệnh tuổi Thìn và tuổi Tuất thì được cục diện là Mộc hỏa tương sinh. Đấy. Vậy nên là gì, trong thời gian này cũng sẽ gặp được khá nhiều may mắn và tài lộc. Vì vậy, để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình ấy, thì quý vị hãy luôn nhớ nhé, mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân để được quý nhân tương trợ giúp đỡ. À, thưa quý vị, như vậy là Tử Thông đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những con giáp may mắn nhất trong ngày mùng 3 tháng 3 âm lịch, ngày Tết Hàn Thực. Đó. À, hy vọng những chia sẻ của Tử Thông sẽ giúp ích phần nào cho quý vị nắm bắt được cái vận thế của mình để đưa ra những quyết định đúng đắn hơn trong công việc, trong cuộc sống. Từ đó sẽ giúp cho quý vị có được công việc hanh thông, tài lộc thì nó dồi dào. Đúng không? Và gia đạo thì luôn an yên hạnh phúc. À, rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.